lăng. Thì trong mấy cây này là đào, cái cây này có cần cắt cỏ cắt trước cho dễ đào không anh Lành? Khỏi cưa, cưa ngang á, khỏi đi. Khỏi luôn phải không? Khỏi để đi. Luôn thì nó hay hơn. Coi chừng nó đứt ra, đứt cái góc dưới anh. Không làm ta tưới miếng nước xuống cho nó ướt. Chứ không nó đứt cái góc là thua luôn á. Cái góc nó dài á. Hả? Rồi, ok. Đây. Quá. Bự hả? Đây, cái này là cây đinh lăng này 9 năm. Gốc nó dài. Thì chúng ta sẽ rửa sạch cái này để ngâm rượu. Rồi, qua đây luôn. Thêm củ này vô cho nó nhiều nhiều chút xíu cũng được, đúng rồi. Anh coi sẽ bỏ vô vừa không? Tức là một bình có thể là 2 đến 3 củ. Phải có cái rang nó đóng lại. À, phủi cái này đi. Rồi, ok. Bên đây. Ok, được rồi.